Cho nên ông Tư ổng cài nhuyễn nha, tha vô ở ngoài đó ông Tư. Chào tạm biệt, chào quý mặt bác anh chị em. Thì hôm nay mình sẽ cùng với gia đình em Đạt xuống nhà ông Tư. Hôm nay là cái ngày mà em Đạt hết bệnh thì có mua đồ xuống để cúng tổ nhà ông Tư. Thì mình sẽ mời cô bác cùng với người thân đi vào bên trong nha, gặp gỡ em Đạt để xem nha, bữa nay như thế nào rồi. Xuống lâu không Đạt? Mới gì xuống. Mới xuống. Dạ. Ông Tư ăn cơm gì? Dạ. Ông Tư ăn cơm rồi sáng thì kêu Tư. Này khỏe chưa? Bữa nay khỏe. Tưởng đi bắn đốt nhang đó. Đi bắn đốt nhang đợi đợi luôn. Luôn rồi. Chạy. Không biết quay được không nha. Khỏe rồi đợi luôn. Gì vậy? Cái này khỏe ha. Khỏe. Nay có mua đồ xuống cúng tổ ông Tư hắn, cúng tổ hắn chế. Có mua hết trơn mà. À vậy hả? Bông, trái cây, mua bánh cháu uống trà. À. Ủa cây thuốc nó xúc ra luôn hay gì vậy ta? Chưa, chưa, chưa làm luôn hả? Chưa. Vậy là ủa sao bữa hôm băng keo xong nay nó xẹp xuống kỳ vậy? Có đâu, tại dán băng keo, tại băng keo kia nó xích rồi. Ờ vậy hả? Băng keo kia xuống tới cùng hả? À. Nó xích. Nay trời mưa cô bác thông cảm, bữa nay nó bị mưa cho nên là hơi bị hồn. Bữa nay nó có bị nhức em rồi ạ? Không hả? Nay nó thấy nó khô nhiều rồi ha. Hôm qua không có xích thuốc, qua hết. Qua một bữa không? Qua không có. Nó khô ráo rồi. Là thuốc đỏ hả chị? Có nó khô ráo không? Nó không có gì vừa. Vừa thì nó bóng rồi. Nó ướt. Nó lại chốc móng nó hay gì vậy? Dạ nó cứ gì hoài. Cái móng nó không làm cho kỳ quá à. Dạ nhưng mà nó hoạt động mà nó lâu lại. Dạ nó lâu lại. Nó hoạt động như bên đây thì nó mau lại. Nó cứ vào bên đây cái xương nó lâu lại. À. Cũng như vô là nó lâu lại. Nam Tư đang chuẩn bị lấy thuốc cho nó, hai thuốc rồi làm thuốc cho anh Đạt luôn. Hôm nay là cái nhà cuối.
Dạ nha. Lấy này ra nhẹ quá luôn ngon anh Tư. Dạ hả? Dạ, nghe xưa luôn á. Cái này là dấu nó thẻo thịt mình đó con. Nó dùng lên. Thì chỗ nào nó lên nổi thì ăn tôm ăn rồi nó lồi lên. Nếu nó u nằn nhiều nó trống. Tha thuốc tha này đó hả? Dạ. Con có cả mang hũ xuống nè. Con giải con khối dừa. Vậy cho nó lỏng lỏng con phải rửa bằng nước chanh nha. Dạ. Chanh nặng vô bông gòn rửa. Dạ có, con có làm. Mười Phật, mười Phật, cứu con. Con ngồi coi chuồng đá ấy đục, nó dễ bị gãy bể lắm á. Thì nó vô đó, chăm canh vô đó không được, nguy hiểm lắm. Đồ bén không trong đó nè, đứt chết. Bữa nay ông Tư cũng cài nhuyễn và pha vô ở ngoài đó ông Tư. Tắm đừng cho ớ ướt với thương nha. Đắp vô nghĩa có đau nhất gì không Đạt? Không à. Dạ. Nhận gì đâu, không hiểu gì đâu mà.
dùng người nó để như vậy. Có tiền nữa hả? Cái này cũng nhờ ông Tư vì vợ chồng con nhờ ông. Như nãy con bảo con cũng mua đồ cúng tổ rồi nha ông Tư. Có, em con dọn lên nhà cúng rồi. Rồi, giờ con để ông Tư chạy chăm đi. Lấy cái đứt của ông. Cái này tao lấy cho anh. Thôi con nhận đâu, con lấy con Tư đó. Cảm ơn cháu nhiều. Dạ. Nó nằm nhà Mạnh Thường Quân với mình tiền đâu chịu nổi. Dạ. Con tới đây thì con hết đau, con cũng nhờ ông Tư đi, Tư nhận tiền. Có gì đâu, con thuốc mình lấy mới hết, độc tố nữa. Dạ. Độc nó ở trong máu 80 tuổi nó cũng ở trong máu hoài. Dạ. Yeah. Không hết. Dạ. Vừa rửa cho sạch, thì sạch thì phải lau cho cô. Con nặng chanh vô bông gòn á, con rửa trước. Dạ. Yeah. Rửa mấy chỗ nào nó còn dính thuốc cũ đó mình rửa bôi cho sạch. Dạ. Yeah. Rồi lau cho cô, thiệt cô chứ đàng hoàng mới bôi thuốc đỏ mình vô. Dạ. Yeah. Ngày qua con đi bệnh viện thì cứ con không có lăn, không có xếp thuốc nữa. Ngày qua là con có xếp đó, ở nhà tự nó rửa. Ngày qua con đi cái hồ cũng mới về đó. À, bị ông già bệnh dạ. Hả? Dạ. Ở nhà nó tự nó rửa mình nó luôn, chứ hôm qua không xếp thuốc được. Nó đâu còn được. Vợ đi mặn nghề ông Tư. Cho vợ đi mặn nghề. Tư vậy là bữa nay chân em đặt ra là khỏe luôn rồi đó không Tư? À, ok hả ông Tư? Nó hết độc tố rồi nhưng mà cái khỏe thì chắc thằng này đi được mau nhất là cũng 2 năm. Bị chức nó còn trẻ. Dạ. Một cái u nần nữa, lại lợi đây đây biết rồi chạy lại đây. Thứ nhất là không tốn tiền, thứ nhì nhỏ không mang tật. Dạ. Hãy xưa vậy. Hãy xưa vậy. Cái ông qua đăng đó với tao là bà nội ông, bà ngoại ông thứ hai. Yeah. Bà nội tao thứ ba. Yeah. Thì con ở xe nhà ổng đó. Ừ, vì ông giai anh. Yeah. Mà tuổi tác ông còn nhỏ xíu à. Yeah. Ông anh thứ hai đó. Ông còn nhỏ hơn tao gần hai giáp mà hai bé. Dạ. Bạn thứ năm cũng còn nhỏ xíu tuổi hà. Nhỏ xíu tuổi. Lúc ông mất là ông mới có năm mấy hay gì đó. Ông giàu quá, gia đình bà đeo ổng nhiều quá, ông mập quá chết. Tư vậy là đà đạt mai mốt còn xuống nữa không thương Tư? Không con. À không xuống, cũng lên tống trăng luôn. Ngày tốt có gì đâu ơi, hết là mừng rồi. Bữa hổm có thằng cho ếch dùng thằng này ở này cũng bị cái nó cắn. Yeah. Tướng nó cũng dữ à, nó con như mày mà dữ lắm, xăm mình đầy dính mực không Tư ơi. Ừ. Bữa chở xuống tao tưởng là vợ nó. Yeah. Nó không phải ông Tư ơi, bạn gái con. Rồi bữa sau tao thấy sao cô khác nữa. Ủa, mày dữ nè. Bây giờ người ta hút thuốc lại gần cháu bình thường. Yeah. Mày thỉnh thoảng hút rồi cũng hút cho nó đỡ buồn, con hút rất ít nha.
nó nhiều quá. Mình cũng còn không cho bậy luôn không đây. Đúng, con cử nó càng ấy càng tốt. Dạ. Vì cái thức ăn của mình nó ảnh hưởng về trong máu xương mình không? Nú, cho nó nước đá là chương tư. Thèm rồi, thèm đá rồi. Cái đồ đó mà thèm cái gì, nước suối mình để tủ lạnh cho nó uống được. Dạ. Nước đá bị nó có hóa chất trong đó. Đây con đá tủ lạnh không à? Mình nói tủ ánh sáng mình trả tủ. Ở nhà con là uống đá tủ lạnh không mà con uống đá con mua. Đây cũng hỏi ông Tư chứ uống đá được chưa? Thèm rồi, thèm đá lắm rồi. Thèm bất nhân với thuốc này để tiêu khiển hút chơi cái mạng của mình quan trọng nhất. Cố gắng thử. Mình sao giò này nãy giờ còn tay không? Dạ đỡ nhiều không Tư? Em lắm. Đỡ ra hết. Nghĩa là nó cũng còn tay nhưng mà nó đỡ nhiều. Giống như là người bằng mà hết 6 nữa Tư. Cũng còn cái gì đó. Chiều vài con bóp nữa. Còn nữa thì con lấy búa dành. Dạ. Lấy búa để đâm tết thì dành cái vợ mình cứ luôn. Hồi nãy con đánh cái vô giống không? Để vô bạch 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 bạch. Cái thuốc cha bớt này mình cần cái chỗ nào đau là chỗ đó nó tắc nghẽn động mạch nó mới đau nhất. Mình cần làm trà ma sát cho nó mạnh thì nào nó tốt nữa. Đừng sợ đau nó mau hết đau. Cảm giác này nó đau luôn cơ. Cảm giác này cũng đau. Con biết cái độc tố thằng này vô thứ nhất thì nó diệt hầm cầu bạch cầu mình. Thứ hai là nó phá các cơ gân để nó làm con người mình hủy hoại con người mình mới đến mức độ chết được. Dạ, nó sống nó qua của con nhà cái nó đi cho gà giùm đó. Nó mẹ quá nhức rồi, nó nhức dữ lắm luôn. Nhức mà cứ ngồi với nổi mà ngồi với đây có cơm mua tới chiều tối mới ăn cơm. Em đạt về nó có tử ăn uống gì không thưa ông Tư? Cũng ăn ít cho là con đừng ăn đồ hung, đừng nhậu thịt bò rồi người kia gấp không được, nguy hiểm. Tử không đi tử. Tử nó đi. Bò gà măng te rồi mới lại ăn rau uống chứ con đừng học sinh lên nha. Nhà con uống ăn ba lớp tại ai cũng nhất hết trơn. Mày thấy là mày hết ăn luôn à, mày ăn tẩu à. Mày thấy nó phơi rồi mày thấy dòi không, mày đi ngang mà tao cũng chạy luôn đó. Rồi nó mà nghe xào 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 trong cần xé đó vậy đó. Dạ. Nào thấy Đạt cười tươi nhiều nè Đạt. Dạ. Nghe cảm giác vui hả? Vui chứ, hết độc rồi. À. Chẳng gái gái đi, ai tháng tập đi lợi đi. Con Phan ở đi sớm, bị sợ ở trong cái thịt nó lóc con nó chưa lạnh với nhau. Dạ. Mày đi sớm cho mày biết không, những cái tĩnh mạch nó như cọng tóc con, cái gân máu á nó vừa kết nối nhau, mày đi cái nhau đứt nữa để đứt nữa cái máu nó chảy ra đó, nó làm ghẻ nó xì ra nữa, làm mũ máu nó xì ra, con không thẳng đi đi tối không anh Tư, kêu đi tối đi gì cũng vậy không. Dạ. Thẳng đi. Dạ kêu đi tối đi, đi cái thanh nó 60-70 kg. Dạ. Nặng nề lắm, bây giờ mình đi tối mới được chứ đi không đi được đâu. Ừ. Nặng nha đi. Dạ. Dạ. Mày đi cây thuốc lũng lỗ nó lành luôn. Dạ. Thuốc mình nó lành rất nhanh. Thuốc này nó hút nước vàng cặn bã dơ giấy rồi nó hút ra ngoài hết. Bất nhân bất trị bởi mình nói thì bị cạn khổ. Chân của anh Đạt bữa nay thấy nó nhỏ xíu luôn á nè. Chưa đâu nó còn ốm nữa. Nó cắt lại nó ốm nữa. Ở trong nó còn, tại nó có thịt đó không Tư? Ừ.
Hôm bữa sưng, bữa nay nó không sưng á. Bữa nay là nó hết sưng. Có thể con ăn một tuần cơm mình chưa được thêm thêm á. Nó lọc cái trơn máu ra. Là máu người bệnh hả ông tư? Ừ. Con ăn thịt giặt vô cái nó lọc ra đủ thứ đó. Mồ hôi nè, nước mắt mình nè, rồi nước tiểu nè, rồi phân bón rồi lọc dữ lắm. Ông Tư, bình thường mình cúng tổ là mình cúng trên bàn thờ tổ của bên 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 mình có lập bàn thờ tổ ha thưa ông Tư? Có bàn cúng bên cụ quyền với bàn thờ tổ, tao cúng hai dĩa. À, có nghĩa là mình phải cúng cụ quyền rồi cúng bàn thờ tổ luôn. Ờ, thì tao cái nguồn gốc cha sanh mẹ đẻ mà, rồi mình học thuốc này cũng nhờ tổ này. Cúng mấy nhỏ ăn chứ tổ thầy nào ăn nữa. Ông thầy cũng đòi cúng heo cúng gà, ổng ăn chứ ai ăn. Tổ có gì ăn hồi nào đâu. Nhưng mà mình phải cúng phải không thưa ông Tư? Phải cúng trả lễ cái lịch như vậy, con mang cái gì con phải cúng. Nhất là cái tổ chữa tay chân này nè, giặt một nhọt thôi này kia mà không cúng rồi dính với con trả liền, đòi ăn, quậy mình liền. Là quậy cái người thầy hả ông Tư? Ừ. Không quậy mày được, cũng quậy con cháu trong gia đình mày. Làm cho nó nổi chơi một ngọt cái đó. À. Trời ơi, hôm nay con mới biết. Đó mày giặt không ha? Ui, sao kỳ vậy ông Tư? Ờ, mày cúng dĩa trái cây cái mày giặt bậy bạ ha? Đúng là lạ thiệt. Chả phá mình mà. Dạ. Hồi đó chứ giờ cũng có gì con hơn thầy pháp, thầy bùa này cũng vậy, bắt cúng heo, cúng gà mấy ảnh ăn không? Âm binh thần tướng nào đâu mà. Còn như bữa nay em Đạt cũng trái cây như ông Tư vừa chia sẻ hôm trước. Nó mua trái cây nó cũng. Dạ trái cây rồi thấy ông Tư cho luôn con mua bánh thì Tư uống nước trà. Mua bánh thêm. Dạ. Rồi bánh ngọt bánh không có thiếu bánh gì hết. Cái con mua bánh ông Tư kia chứ chưa buồn buồn ăn. Tao có ít ăn nhặt. Cũng ăn cơm nãy dọn 3-4 thứ thì tao lấy cái keo khô quẹt đó tao ăn với khô quẹt với cơm chứ rồi. Tao không ăn món đồ thứ ba rồi kho miếng nào. Ăn gọn đòi hỏi mình ăn món này món kia cũng vậy. Ăn đơn giản cho nó qua buổi hả ông Tư? Ăn để cho sống vậy thôi. Rồi cầu kỳ quá mệt chứ. Rồi lúc mình mần không nổi, rồi con cháu nó mần không được, ăn chửi mình luôn. Mẹ thân đi không nổi, còn đòi ăn cái này mà. Lúc liền. Chữ lén. Trước chị... mắt tao thấy bác tao nè. Không chăn tiền, không ăn thịt chó, muốn ăn thịt chó trừ cơm đó. Ghê vậy ông Tức? Ừ. Khi ổng đau ổng nằm xuống rồi con biết cái da thịt ổng nứt y răng như bầy ram chó sao vậy trời ơi. Rồi ỉa trây đá dầm ổng nằm nữa, con dâu nó quýnh dùm giặt ra hai ba ngón nó quýnh bóp trời ơi. Mình cứ đá ỉa rồi ổng quậy ổng lẫn á, nó hôi nó thúi chịu gì nổi. Tắm rồi lộn bên đây tắm rửa rồi không được, ổng lộn lại quýnh. Bà con dâu thứ năm nữa bớt quýnh ông lên không chạy gì nổi, giò cẳng nó rút gân nó trơn rồi thịt da thịt nó nứt con ram con chó con heo quay sao rồi nó tuôn nước vàng rồi đó. Hạnh ăn thịt chó dữ quá, cái đó giống như trả nghiệp vậy em thôi. Trả em tôi nói mà ớn thì tôi có con bên ráng làm hiền đức con cháu, cái mừng này ráng bòn mót công đức bác cháu mình được đầu thai chuyển kiếp là làm loài người mình, mà cái mừng này mà mình không biết tu niệm nó Phật tiếp đâu con. Rồi chị với em trai về khỏe nha. Con
rồi. Ừ. Đứa nào cũng vậy đâu phải mà bị tại tụi con có tiền con đi vậy. Chú tao đâu có tốn tiền đâu mang tật. Dạ. Thôi chúc em mình về chuyến này là khỏe mạnh luôn, đi đứng bình thường. Mình ăn uống bắp nếp gà bò đồ sớm nha con. Dạ dễ chứ đừng có đi nhiều. Mày thấy ngăn chỗ thèo nó khuyết vô xương mày đó, chỗ đó nó chưa có liền thịt đó. Dạ. Con đi vào này con coi vô này nè. Mày con chưa có đi. Đi có giò có đi có giò không con? Con lúc đứng này còn đây đứng vô này. Đứng hai giò cho nó. Quá nguy hiểm. Dạ. Chống có đi ha. Giờ là chống có. Ừ, chống có đi nướng kể nó con. Hay lắm quá. Còn cái này con chỉ đứng thôi. Nóng. Ráng cự kiên đừng ăn uống sớm. Dạ. Gửi em ơi. Nhà tôi sướng không mưa một cái lục vậy đó. Làm gì đâu. Làm gì đâu. Gì? Nãy nó ngã xe mày hả? Dạ. Bị con dựng ngay đường nước con dặn cái quan ra. Không có cái chiếc hỏi bữa nay không có thuốc ướt đâu mà tắm đừng cho xà bông nó dính với vết thương. Dạ. Xà bông chất suốt qua nó dính chất thương lâu lành. Mấy cháu về. Quá trời. Cháu về, hai cháu về. Cảm ơn hai cháu.